Ông thần lưỡi dài đây ạ. Ông này thì từ khi ra mắt là đang top 1 doanh số trong 3 tháng, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Đứng đầu phân khúc cũng như là dòng xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt vào tháng 10 vừa rồi, doanh số bán ra hơn 2.000 xe, khẳng định cái vị thế của chiếc Mazda CX-5 ở thời điểm hiện tại. Phiên bản mới thì so với thế hệ cũ, phiên bản mới tinh chỉnh nhiều hơn về mặt công nghệ, về động cơ cùng gầm hộp số thì vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên về công nghệ cũng như là cái mức giá bán mới tối ưu cho khách hàng rất là nhiều luôn. CX-5 thì vẫn là một dòng xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam, vẫn đang nhận ưu đãi 50% hỗ trợ lệ phí trước bạ tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tính ra là đến thời điểm ngày hôm nay em quay clip là chúng ta chỉ còn 40 ngày nữa để có thể sở hữu Mazda CX-5. Tìm đâu được một chiếc xe gầm cao, phân khúc cỡ C, 5 chỗ, rộng rãi mà giá lăn bánh còn chưa cả đến 800 triệu. Phanh tay điện tử, auto hold, điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế da, chỉnh điện, có cốp điện. Trang bị cực kỳ nhiều công nghệ, gần như là top 1 trong phân khúc rồi. Mà CX-5 bây giờ có tới 7 tùy chọn tất cả rồi ạ. Trải dài từ 749 triệu tới 999 triệu. Nên là phục vụ được đúng là từ trong nhà ra ngoài ngõ, không thiếu ai cả. Để mà nhấc CX-5 về thì mỗi tháng trả trước, chúng ta chỉ cần trả trước từ 150 triệu thôi. Mỗi tháng trả góp khoảng tầm 9 đến 10 triệu. Các anh chị hoàn toàn có thể sở hữu được mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thiết kế vô cùng bắt mắt, thể thao. Hàng ghế thứ hai vô cùng rộng rãi. Với một người có chiều cao hơi khiêm tốn như em thì là cảm thấy thừa rồi. Còn anh chị nào cao to thì còn thấy sẽ là thoải mái hơn. Rồi. Đây. Còn dưới chiếc C5. À dưới tức là vị trí thôi ạ. Còn vị thế cao hơn thì nó vẫn là C8. C8 là một chiếc 7 chỗ gầm cao. Thế hệ này của C8 thì cũng được ra mắt thời gian cũng khá khá rồi. Nhưng mà cái ngoại hình, cái vẻ vẻ đẹp của C8 thì vẫn là một cái gì đó được quý anh chị, đặc biệt là những cái gia đình mới, thanh niên sử dụng rất là nhiều. La răng đúc vô cùng khỏe khoắn, có bệ bước chân lên xuống. Về nội thất của Mazda CX-8 thì được trang bị là da nappa, sờ cực kỳ mịn màng như da em bé. Cũng ra CX-5 bản mới cũng đã được trang bị option gần như là tương đương với CX-8 rồi. Chi tiết thì quý anh chị có thể xem tại kênh YouTube này giúp em. Cũng được trang bị vô cùng nhiều công nghệ liên quan đến cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, tự động phanh, ga tự động thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Đây là phần đuôi xe của CX8. Bản này là bản Premium một cầu, máy 2.5. Dùng máy 2.5 thôi nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu của CX8 cũng rất là tốt quý anh chị ạ. Có cả sấy ghế ở hàng ghế thứ hai nhá, đầy đủ luôn. Đây ạ. Cửa gió cửa hàng ghế thứ hai thì là chắc chắn rồi, sấy ghế ở hàng ghế thứ hai luôn. Loa cũng được trang bị là loa Bose. Quên, Z5 cũng được trang bị loa Bose rồi quý anh chị nhé. Kể từ phiên bản Premium trở lên thì đã được trang bị 10 loa Bose cho cái trải nghiệm âm thanh cực kỳ tốt. Còn đây là chiếc BT50 số sàn. Chiếc này thì chắc là em cũng không có gì để nói. Ngoại hình vô cùng đẹp. Nhưng mà đang hơi. Thế nên là quý anh chị nào thực sự có nhu cầu với BT50 thì hãy liên hệ với em. Bởi vì dòng xe này bọn em đang được ưu đãi gần như là giá nội bộ rồi, giá nào cũng bán đấy.
Rồi. Để cập nhật những chương trình ưu đãi của các dòng xe Mazda tại Bắc Ninh cũng như lại tại các tỉnh khác, quý anh chị hãy vui lòng liên hệ vào hotline hoặc là comment trực tiếp dưới clip này. Đội ngũ tư vấn viên sẽ hỗ trợ cho quý anh chị ạ. Em chào quý anh chị ạ.